Đến với những thông tin về tình hình an ninh trật tự, vào ngày 16 tháng 2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắc đang tiếp tục đấu tranh lấy lời khai của 19 đối tượng có hành vi đánh bạc tại tụ điểm do hai anh em trai tổ chức. Trước đó vào tối ngày 15 tháng 2, một tổ công tác của đội đấu tranh chống tệ nạn xã hội và mua bán người thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk bất ngờ kiểm tra nhà của Nguyễn Văn Sĩ, 45 tuổi ở thôn 8 thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp. Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang 19 người gồm cả nam và nữ đang sát phạt nhau bằng hình thức đánh sóc đĩa ăn tiền. Tại hiện trường, tổ công an thu giữ gần 100 triệu đồng, 4 chiếc xe máy, trên 20 điện thoại di động và nhiều tăng vật phục vụ cho việc đánh bạc. Được biết sòng bạc trên do ông Sĩ và em trai là Nguyễn Văn Tài, 33 tuổi làm chủ. Chủ sòng thuê một người cảnh giới ở vòng ngoài. Khi thấy có người lạ, người cảnh giới sẽ ra tín hiệu để các con bạc tẩu thoát từ cửa sau. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm chơi bài. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra mở rộng.